Tổng thống Putin nhiều lần cam kết đảm bảo an ninh cho nước Nga, song vụ khủng bố đẫm máu ở nhà hát Kyrgyz, đang đe dọa nỗ lực đó. Tuần trước, ngay sau khi tái đắc cử nhiệm kỳ năm, Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ cảnh báo của tình báo Mỹ về nguy cơ tấn công khủng bố sắp xảy ra và kêu gọi lãnh đạo cơ quan an ninh liên bang Nga, gọi tắt là FSB, tập trung vào nỗ lực truy lùng gián điệp Ukraine hoạt động trên lãnh thổ. Ba ngày sau, bốn tay súng nã đạn vào gần 6.000 khán giả tới xem buổi biểu diễn tại nhà hát Krokus, ngoại ô Moscow. Cuộc tấn công khiến ít nhất 137 người thiệt mạng, 182 người bị thương, trở thành vụ khủng bố chết chóc nhất ở Nga trong vòng 20 năm qua. Vụ khủng bố khiến cả nước Nga bàng hoàng xảy ra giữa lúc quân đội nước này đang tiếp tục chiến dịch ở Ukraine và ngăn lực lượng của Kiev tập kích mục tiêu nằm sâu bên trong lãnh thổ Nga. Kiev gần đây thực hiện hàng loạt cuộc tấn công bằng máy bay không người lái UAV tự sát vào các nhà máy lọc dầu ở Nga, làm gián đoạn sản xuất, đe dọa chuỗi cung ứng. Điều đó làm tăng thách thức đối với chính quyền Tổng thống Putin trong nỗ lực thực hiện cam kết đảm bảo an ninh cho đất nước và người dân Nga mà ông đưa ra khi đắc cử, theo giới quan sát. Trước khi ông Putin lên nắm quyền, vào tháng 12 năm 1999, Nga từng dung chuyển bởi các vụ tấn công khủng bố, được cho là những phần tử Hồi giáo cực đoan ở Chechnya gây ra. Ông Putin khi đó nổi tiếng với cam kết sử dụng những biện pháp cứng rắn nhất để săn lùng những kẻ khủng bố và khôi phục an ninh. Ông nói chúng tôi sẽ đuổi theo những tên khủng bố ở khắp mọi nơi. Nếu chúng ở sân bay, chúng tôi sẽ đuổi đến sân bay. Nếu chúng tôi bắt được chúng trong nhà vệ sinh, chúng tôi sẽ xài chúng đi trong bồn cầu, những phát biểu cứng rắn đó cùng nỗ lực chống khủng bố của Nga vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000 đã củng cố quyền lực của ông Putin khi người Nga kêu gọi hành động để khôi phục luật pháp và trật tự. Kể từ năm 2004, nước Nga gần như không chứng kiến vụ khủng bố quy mô lớn nào, phần lớn người dân Nga đều bày tỏ tin tưởng vào khả năng lực lượng an ninh nước này đảm bảo an toàn cho họ. Đây có thể là lý do vấn đề chống khủng bố không còn được ông Putin đề cập trong phát biểu chiến thắng khi tái đắc cử nhiệm kỳ năm Thay vào đó, ông tập trung vào chiến dịch ở Ukraine, khẳng định đây là ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ mới. Ông đề xuất thiết lập một vùng đệm an ninh để bảo vệ nước Nga nhưng không phải là khỏi những kẻ khủng bố mà nhằm ngăn chặn các vụ tấn công quấy nhiễu qua biên giới của Ukraine. Grigory Sersikov, chuyên gia về chống khủng bố và tình báo ở Hà Lan, nói có lẽ FSB đã quá bận tâm với cuộc chiến ở Ukraine và những nguy hiểm từ đó đến nỗi họ không nhìn thấy điều này. Họ bị phân tán khi chiến đấu trên quá nhiều mặt trận phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia mỹ Andrini Watson cho hay washington hồi đầu tháng này đã có thông tin tình báo về một kế hoạch tấn công khủng bố ở moscow nhiều khả năng nhắm vào các địa điểm tụ tập đông người trong đó có những sự kiện hòa nhạc watson cho hay chính phủ mỹ đã chia sẻ thông tin này với giới chức nga theo chính sách nghĩa vụ cảnh báo đã được thực hiện từ lâu nhiều nhà quan sát cho rằng an ninh đã không được đảm bảo tại thành phố Krasnogorsk, nơi được xem là địa điểm giải trí và mua sắm khổng lồ ở ngoại ô Nga bất chấp những cảnh báo từ chính phủ Mỹ. Người này nói thành phố Krasnogorsk là nơi rộng lớn với nhiều nhà hát. Đáng lẽ an ninh phải nghiêm ngặt hơn và có nhiều cảnh sát hơn, một doanh nhân ở Moscow nói. Rõ ràng trách nhiệm về an ninh tại các sự kiện cộng đồng lớn đã bị lơ là. Doanh nhân giấu tên này nhớ lại cuộc khủng hoảng con tin năm 2002 khi nhà hát Noos ở trung tâm Moscow bị những tay súng Chechnya tấn công khiến hơn 115 người chết. Không có gì thay đổi kể từ đó. Một học giả Nga có quan hệ chặt chẽ với các nhà ngoại giao cấp cao cũng đưa ra đánh giá tương tự về thất bại của lực lượng an ninh tình báo Nga trong ngăn chặn âm mưu khủng bố. Bất kỳ cuộc điều tra nào cũng sẽ tìm thấy những thất bại của các cơ quan an ninh chúng tôi, chuyên gia Nga nói lực lượng an ninh nga nhiều tháng qua đã dồn nguồn lực để bảo vệ cuộc bầu cử nơi ông putin giành chiến thắng vang dội song đảm bảo an ninh đầy đủ cho người dân trước mối đe dọa khủng bố từ phiến quân nhà nước hồi giáo is tự xưng dường như không nằm trong danh sách ưu tiên của fsb dù nguy cơ nga bị tấn công đã lớn dần trong những năm qua khi is trỗi dậy ở trung đông đặc biệt là tại afghanistan và vươn vòi bạch tuộc ra nước ngoài theo các nhà phân tích đầu tháng này fsb cho biết phá vỡ âm mưu tấn công của is vào một giáo đường do thái và vô hiệu hóa một số tay súng trong cuộc đột kích ở khu vực kaluga phía tây nam thủ đô kazakhstan sau đó xác nhận hai công dân của họ đã thiệt mạng trong cuộc đột kích năm ngoái hãng thông tin tass đưa tin fsb tiêu diệt hai phiến quân is đang âm mưu tấn công cơ sở hóa chất ở kaluga một cựu quan chức tình báo cấp cao mỹ nói Trừ khi đó là sự kiện lớn như Thế vận hội hoặc có ông Putin tham gia, sự cảnh giác an ninh của Nga luôn ở mức thấp, họ thực sự là phải có hệ thống tập trung vào các mối đe dọa này. Bốn nghi phạm bị Nga bắt sau vụ khủng bố đều là công dân Tajikistan, gồm Dalazian Mizonev, 32 tuổi, Saidakrami Racha Balizov, 30 tuổi, Muhammad Sobifayzov 19 tuổi và Samsidin Fariduni, 25 tuổi. Tajikistan, từng thuộc Liên Xô, có phần lớn dân số là người theo đạo hồi, một số từng đến Syria gia nhập IS. Theo lời khai của một nghi phạm thực hiện vụ khủng bố tại nhà hát Krokus, anh ta nhận chỉ thị từ một giáo sĩ Hồi giáo trên mạng, được hứa trả gần 11.000 đô la Mỹ để tiến hành vụ khủng bố và giết sạch những người trong nhà hát. Người lao động ở các quốc gia Trung Á như Tajikistan có thể đến Nga mà không cần thị thực. Vài triệu người đã định cư tại các thành phố lớn ở Nga trong những năm gần đây. Người Hồi giáo gồm cả người di cư và sinh ra tại Nga ước tính chiếm tới 20% dân số của đất nước, nhưng thường sống tách biệt với xã hội Nga. Điều này khiến họ có thể dễ dàng trở thành mục tiêu nhắm tới của các nhóm Hồi giáo cực đoan. Vụ tấn công khủng bố cuối tuần qua cho thấy rủi ro của chính sách khuyến khích nhập cư mà chính quyền Nga thực hiện trong hai thập kỷ qua. Theo Ruslan Pukhov, người đứng đầu Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tại Moscow, Bukov nói, khi những khu vực Hồi giáo lớn và cộng đồng người di cư hình thành, sự bùng nổ của những phần từ Hồi giáo cực đoan chỉ là vấn đề thời gian. Ngày càng nhiều người Nga không hài lòng với chính sách nhập cư, dù họ hiểu đất nước quá phụ thuộc vào lao động Trung Á, đến mức khó có thể đột ngột thay đổi chính sách hiện tại. Alexei Zakharov, người quản lý trang web tìm việc trực tuyến superjob.iu cho hay, tôi ước gì chúng tôi đã ngăn họ tới đây từ 15 năm trước, nhưng hiện tại chúng tôi không còn có thể làm gì được nữa. Các cựu quan chức Mỹ cho biết mối đe dọa khủng bố tiềm tàng từ Trung Á đã không được FSB và các quan chức an ninh dưới quyền ông Putin chú ý tới khi họ tập trung vào các mối đe dọa từ cuộc xung đột Ukraine. Douglas London, cựu sĩ quan CIA chuyên về chống khủng bố và Trung Á nói họ đã không ưu tiên cho mối đe dọa từ nhóm IS với nhiều thành viên là người Trung Á. Tôi nghĩ tình báo Nga không phải không nhận ra vấn đề, nhưng chỉ đơn giản là nó không phải là ưu tiên trong chương trình hành động của họ. Từ ngày 25 đến 27 tháng 3, tại Hà Nội, Đại sứ quán Liên bang Nga mở sổ tăng tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall ở ngoại ô thủ đô Moscow tối 22 tháng 3. Thời gian mở sổ tang như sau, ngày 25 và 26 tháng 3, từ 9 giờ đến 11 giờ và từ 15 giờ đến 17 giờ. Ngày 27 tháng 3, từ 9 giờ đến 11 giờ. Cùng thời điểm này, sổ tang cũng được mở tại Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Tại đại sứ quán Liên bang Nga số 191 La Thành, Hà Nội, ngay trong sáng 25 tháng 3 đã có đông đảo người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước tới đặt hoa và ghi sổ tang tưởng niệm các nạn nhân, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao và bày tỏ tình đoàn kết với nhân dân và chính phủ Nga. Trước đó, trong ngày 24 tháng 3, nhiều người dân Việt Nam đã tới đặt hoa, nến và đồ chơi trẻ em trước trụ sở đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Việt Nam. Báo Quân đội Nhân dân trân trọng giới thiệu một số hình ảnh người dân, doanh nghiệp, các cơ quan tổ chức trong và ngoài nước đến viếng và ghi sổ tang tại Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội sáng 25 tháng 3. Theo AIA Novosti, ông Anatoly Antonov vào ngày 24 tháng 3 khẳng định, chúng tôi không nhận được bất cứ thông báo hay tin nhắn nào từ trước. Chúng tôi chú ý tới điều này, nhưng tôi không có liên hệ nào với Nhà Trắng hay Bộ Ngoại giao Mỹ. Sau vụ tấn công khủng bố chết chóc nhất trong lịch sử hiện đại Nga xảy ra ở trung tâm tổ chức hòa nhạc Krokus City Hall làm 137 người thiệt mạng, ông Antonov nói, các mối liên hệ giữa Mỹ và Nga trong cuộc chiến chống khủng bố đã bị phá hủy và đó không phải lỗi của Nga. Nhà ngoại giao Nga cho biết, tôi luôn nhắc nhở người Mỹ rằng Tổng thống của chúng ta Vladimir Putin là người đầu tiên chia tay ra giúp đỡ người Mỹ và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ vào năm 2001. Và điều gì đó đã thành công, nó đã thành công và tất cả những gì bị phá hủy ngày hôm nay không phải lỗi của chúng ta. Ông Antonov đề cập đến vụ khủng bố 11 tháng 9 ở Mỹ. Đầu tháng này, Đại sứ quán Mỹ tại Moscow đã cảnh báo công dân Mỹ không nên có mặt ở các cuộc tụ tập đông người do có nguy cơ tấn công khủng bố có thể xảy ra ở thủ đô của Nga. Trong cảnh báo đề ngày 7 tháng 3, Đại sứ quán Mỹ cho biết đang theo dõi các báo cáo cho thấy những kẻ cực đoan có thể có kế hoạch nhắm vào các buổi tụ tập lớn ở Moscow, gồm cả các buổi hòa nhạc cơ quan này kêu gọi công dân Mỹ cảnh giác và theo dõi các phương tiện truyền thông địa phương để cập nhật thông tin. Đại sứ quán của một số quốc gia khác cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Phát biểu trước các phóng viên vài giờ sau khi những kẻ khủng bố tấn công địa điểm tổ chức hòa nhạc ở Moscow, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby chỉ ra rằng cảnh báo hồi đầu tháng không liên quan đến cuộc tấn công cụ thể này. Quan chức này nói thêm, tôi không biết trước vấn đề này. Cơ quan an ninh nội địa Nga FSB vào ngày 23 tháng 3 cho biết đã bắt giữ 11 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở Karoch City Hall.